Hùng Alat bữa nay tiếp tục mở rộng thêm cái khu chuồng trại để nuôi trồng hương. Trước mặt các bạn là cái công trình đang làm dở dang, làm xuyên Tết luôn các bạn. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024. Hùng Alat cũng kính chúc sức khỏe các anh chị chăn nuôi trồng hương và chúc anh chị có một cái năm thành công với cái nghề chăn nuôi trồng hương này. Đây là các cái dụng cụ trang vật tư để chuẩn bị thi công mở rộng tiếp theo cái khu chuồng trại. Đây là những cái dãy chuồng hiện hữu mình tiếp tục mở rộng thiết kế với những cái mẫu khác. Một chút để mình quay cho các bạn xem cái mẫu thiết kế mới của mình. Sẵn cho các bạn xem mấy cái em đực. Nó hơi mờ. Đực nhảy các bạn. Đó. Mình cũng cảm ơn anh Hưng ở Bình Đại, Bến Tre ngày 26 Tết đã ghé tham quan và bắt năm em hậu bị của trại mình. Chúc anh Hưng thành công trong cái lĩnh vực chăn nuôi trồng hương này. Ý định anh lúc đầu bắt 2 tới 3 con thôi, nhưng mà thấy chồn cái dáng nó thon, nó đẹp, nên là anh bắt thêm 2 con nữa. Cũng một lần nữa cảm ơn anh Hưng đã quan tâm ủng hộ. Lưới này là mình đặt ở nhà máy dệt cũng ở gần đây, muốn kích thước cỡ nào thì nó có đầy đủ cái đó hết. Sắt thép, cát đá sẵn sàng hết rồi. Tận dụng rảnh mấy cái ngày nghỉ Tết, mình với lại một hai anh thợ làm luôn đó. Làm hôm nay nó dang dở, mới được có một học à, nó cũng chưa có hoàn thiện. Đây là cái trại gà lôi lúc trước mình có quay cho các bạn xem á. Thì giờ mình tận dụng, mình xây lên để thành cái khu trại tròn tiếp, và đó cũng là cái dự kiến của mình. Đó, ở ngoài kia lúc trước mình cũng làm 20 học ở ngoài ngoài đó đó. Giờ tới khu này, và cái khu bên trong là cái khu trước mình hay quay cho bạn xem á. Và thông ra ngoài trước là cái đường tỉnh 827A, tỉnh lộ lớn các bạn. Các anh chị nào có ghé đây mua trộm thì rất là dễ đi. Đó. Hai bên là hai cái dãy trọ của nhà trọ Lê Hùng, nhà mình. Đồ nghề này là sẵn ở nhà có hết các bạn. Chỉ mua ba cái vật tư vật dụng thôi chứ cũng không có mua máy móc. Đây, trở lại với cái mẫu chuồng của năm 2024. Để mình quay xa xa trước tổng thể cho các đó, cái bức tường đó là mình mới xây lên. Mình sẽ xây vòng ba phía kiểu hình chữ U á các bạn. Nó còn một bức đây nữa. Sau đó mình sẽ làm những cái dãy dọc theo cái bức này. Một dãy, hai dãy, dọc đây là ba dãy và hai dãy ở cái đường giữa này nữa. Tổng cộng là 5 dãy. Và mỗi một cái ô thì bây giờ mình thiết kế nó đỡ có những cái thao tác phụ, ví dụ như là khoan bắt ốc vít thì mình hạn chế. Thay vào đó là mình thiết kế bằng những cái máng u nè, nó có cái khe sẵn đây, những cái máng này mình sẽ làm cái dắt hai cái máng, mình chỉ dắt cái máng vậy thôi, dắt cái gỗ thông vậy thôi. Cái gỗ thông này á là mình mua ở mấy cái chỗ mà bán cái pallet cũ, gỗ pallet cũ này là để coi 8.500 một miếng. Đây nguyên một cái đống này, mua ở Sài Gòn. Mình chỉ dắt 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 vô thôi. Đó, các bạn thấy không? Ở trên này nó có cái rãnh. Và ở mỗi cái vách ngăn á, thì mình chừa một cái cửa để mình rút ra rút vô cho con. Đây.
À, rất là đơn giản và tiện dụng. Này các bạn nhìn xa xa nó dễ nhìn ha. À, đây là cái cửa đây. Cửa làm cũng rất là đơn giản. Chỉ việc là dắt vô thôi. Trong quá trình làm mỗi một cái mẫu chuồng thì mình có một cái điều chỉnh, một cái thiết kế mới làm sao cho nó tiện dụng và nó hiệu quả nhất. Ở đây thì cái chất liệu là nó có chính là gỗ. Đây các bạn thấy nè, một mặt gỗ, hai mặt gỗ, ở trên đây là gỗ luôn. Mình sẽ bít làm cái cửa trên đây. Cái cửa trên đây thì nó bằng gỗ luôn để nó che mát luôn, giống như cái la phong rồi đó. Rồi bên trong nó là cái vách tường, nó ấm và mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Và trên đây đặc biệt là nó có một cái gác để cho con tròn nó lên nó nằm. Và cái kích thước của cái chuồng á thì tùy vào cái diện tích của mỗi nhà mà các anh chị thiết kế cho nó phù hợp. Ở đây thì do cái diện tích, cái chiều dài của mình từ đây tới đó nó là 7,5 thước, thì mình chia làm 10 cái ô chuồng, mỗi cái ô cái chiều ngang của nó là 7,5 tấc. Và cái chiều sâu, cái chiều sâu từ đây vô là nó là 8,5 tấc, và cái chiều cao là 8 tấc. Nói chung là tùy theo cái diện tích của mỗi trại mà các anh chị thiết kế cho nó phù hợp. Nhưng mà cơ bản là về cái chiều sâu là nó phải dài hơn các cái chiều còn lại. Về nguyên tắc cơ bản nó là như vậy. Và đặc biệt là ở trên, ở giữa nó phải có một cái gác bằng chất liệu gì cũng được, nhưng tốt nhất là bằng gỗ, để cho nó giống với là thiên nhiên của cái con tròn, cái giống động vật hoang dã này. Nó phù hợp, nó giống như môi trường ở bên ngoài. Đó, về cơ bản nó là như vậy. Và ở dưới cái đáy chuồng á, thì sau này mình sẽ lót cái gạch men luôn, để khi mà con tròn nó đi phân thì mình dễ có dội rửa và vệ sinh. Rồi ở cuối á, thì mình làm một cái chỗ thoát nước, nó trút xuống, nó ra một cái hệ thống, cái túi ni lông giống như là cái bioga ngày xưa mà những người nuôi heo hay thiết kế á các anh chị. Thì mình làm theo cái hướng đó luôn, nó vừa vệ sinh, nó vừa không có cái mùi của phân trồng hương. Mặc dù cái phân trồng hương nó không có mùi nồng nặc giống như những cái phân của con khác, nhưng mà mình đổ vô, mình cho nó chảy vô cái túi bioga đó thì nó không có phát tán những cái mầm bệnh nếu có, để nó bị lây các cái mầm bệnh cho các ô chuồng khác. Lâu lâu thì các anh chị nên có cái sát khuẩn, khử khuẩn cái chuồng trại. Và dự kiến đợt này thì mình tiếp tục mở rộng cái khu đó là khoảng gần khoảng 40 cái học chuồng nữa. Và đợt này mình thiết kế, quên có một cái mới nữa để cho các anh chị xem cái ý tưởng của mình. Ngoài cái từng cái học cho mỗi con thì sau này mình sẽ khép kín lại luôn, tức là nguyên cái mái này nè mình sẽ khép kín bằng những cái lưới, nó bít lại luôn, giống như nguyên một cái lồng lớn vậy nè. Cái nhà này giống như nguyên một cái lồng lớn, thì sau này những cái con đực mình cho vô đây thả lan luôn, nó thả lan luôn, để cho nó vừa có một cái không gian rộng rãi, rồi nó dạng thì nó cũng dễ có cái đánh mùi, và mình dễ theo dõi để có cái canh sau này cho con đực nó leo trèo thoải mái luôn. Mình sẽ bít hết nguyên cái nhà này, có thể là bố trí thêm những cái cây củi khô, những cái tàn cây, những cái nhánh cây, thậm chí là những cái cây tươi luôn trồng trong đây luôn, để cho nó leo trèo và nó gần gũi thiên nhiên nhất có thể. Bởi vì cái con trồng đực nó rất quan trọng, nó phải cái tâm lý nó phải thoải mái,
rồi nó dạng, rồi nó có cái vận động thì nó mới hiệu quả trong cái quá trình mà con trồng cái. Rồi, đó là những cái hình ảnh để các anh chị trong cái hội chăn nuôi Chồn Hương xem và có cái tham khảo. Một lần nữa chúc các anh chị có một cái thành công và sức khỏe trong năm mới. Cảm ơn, xin chào các anh chị.